Thưa quý vị và các bạn, Bác Hồ, hình ảnh của một lãnh tụ thân thương gần gũi với cả dân tộc Việt Nam, từ đồng bào Kinh đến đồng bào các dân tộc thiểu số. Kính yêu Bác, đồng bào các dân tộc thiểu số trong tỉnh đã thể hiện bằng nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả. Hãy cùng đến với tấm lòng đồng bào các dân tộc thiểu số Lâm Đồng qua phóng sự sau. Đã nhiều năm nay, ảnh Bác Hồ luôn được gia đình ông Ha Tanh, bí thư chi bộ thôn trung tâm xã Đạ Cờ Nàng, huyện Nam Sơn, treo đặt ở một vị trí trang trọng nhất trong gia đình. Không chỉ trân trọng hình ảnh của vị cha già dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, mà ông còn vận động trên 200 hộ dân trong thôn cùng treo ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Việc treo thì nó có ý nghĩa là nhằm để nhớ cái một cái vị lãnh tụ, tức là đất nước của Việt Nam mình, đó thể hiện là cái sự quan tâm của bà con nhớ đến Bác Hồ. Ngoài cùng nhau treo ảnh Bác trong mỗi gia đình, đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng luôn đoàn kết phấn đấu, thực hiện tốt tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, ra sức xây dựng phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng quê hương đất nước ngày một phát triển giàu mạnh. Thực hiện tốt các phong trào toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, đóng góp quỹ xóa nhà tạm, quỹ vì người nghèo, quỹ đền ơn đáp nghĩa. Đặc biệt thông qua việc treo ảnh Bác đã góp phần giáo dục truyền thống lòng yêu nước, tinh thần dân tộc cho thế hệ trẻ. Là một đoàn viên thanh niên ở trong thôn bản, những người đồng bào thì em cảm thấy là việc treo hình Bác Hồ ở trong nhà là hết sức ý nghĩa đối với lại đoàn viên thanh niên. Nó giúp cho đoàn viên thanh niên tuổi trẻ ngày nay nhận thức rõ công ơn của Bác Hồ đối với lại đảng, với nhân dân, người đồng bào. Em cảm thấy là phải cố gắng hết sức để đóng góp thêm cho đất nước sau này càng thêm giàu mạnh và có nhiều đổi thay. Đối với người đồng bào thì cuộc sống nó càng đi lên. Hồ Chí Minh là một người lãnh tụ của đất nước Việt Nam mình, không những Việt Nam mà cả thế giới người ta rất là tôn trọng, rất là quý Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta, rất là tự hào đối với là một hình ảnh của Bác để mà treo ở trong nhà. Cái đó là cái gương, cái người lớp người đi trước là một người vĩ đại cho đất nước của chúng ta, để chúng ta sau này, con cháu chúng ta sau này mới trưởng thành được. Sinh thời Bác Hồ đã để lại nhiều lời di huấn sâu sắc cho mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi người dân Việt Nam. Bác mong muốn để quê hương đất nước giàu mạnh thì mỗi cán bộ đảng viên phải thực sự là tấm gương sáng về chuẩn mực đạo đức, phấn đấu trong học tập, năng động trong nghiên cứu và lao động sản xuất. Hơn hết, với đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh, bà con không chỉ dừng lại ở treo ảnh Bác mà còn thực hiện nhiều việc làm ý nghĩa thiết thực để xây dựng khối đoàn kết giống như di huấn của Người gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku vào ngày 19 tháng 4 năm 1946. Trong đó Người khẳng định: đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Máng, Gia Rai hay Ê Đê, Xê Đăng hay Ba Na và các dân tộc thiểu số khác đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Mô hình treo ảnh Bác Hồ rồi treo cờ Tổ quốc ở trong nhà cũng như là ở ngoài sân, đặc biệt là những cái ngày lễ trọng đại, sự kiện chính trị trọng đại của địa phương, thì chúng tôi đánh giá rằng là lúc đầu nó cũng có cái sự khó khăn. Có sự khó khăn một là cái ảnh Bác mình cũng cung cấp chỉ được một số nào thôi, rồi cờ cũng thế. Thế nhân dân bỏ tiền ra mua cờ, mua ảnh Bác cũng là một cái vấn đề khó với họ, bởi vì mình là có huyện khó mà. Nhưng mà sau một thời gian ấy, vừa là có cái sự giúp đỡ, vừa là có cái sự hỗ trợ, rồi kết hợp với cái công tác tuyên truyền thì cứ nhà này có cờ, nhà kia có ảnh Bác thì coi như mọi nhà lại làm theo. Thế thì đến nay thì cơ bản là coi như trong vùng đồng bào dân tộc hầu hết là nhà dân là chúng ta, nhân dân là treo ảnh Bác ở trong nhà. Nhớ ơn cái công đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và đối với bà con dân tộc thiểu số gốc Tây Nguyên trên địa bàn huyện Lâm Hà, thì không chỉ những ngày sinh nhật Bác và những cái ngày lễ lớn thì bà con đều treo cờ Tổ quốc, và đặc biệt là trong mỗi gia đình đều nâng niu trân trọng và treo hình Bác Hồ để bày tỏ sự biết ơn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như là Đảng của chúng ta đã đem lại cơm no áo ấm cho bà con. Thực hiện lời dạy của Người cùng với cả nước, đồng bào các dân tộc thiểu số nói chung và Lâm Đồng nói riêng đang tích cực học tập và làm theo tấm gương của Bác, để cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Lâm Đồng đoàn kết chung lòng xây dựng quê hương ngày càng đi lên, thực hiện thành công mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh như mong ước của Người.